chân dung những kẻ khủng bố. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khanh, sinh năm 1964, ngụ xã Hố Nai Ba, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Nguyễn Tấn Thành, sinh năm 1990, là con trai của Khanh, ngụ cùng địa chỉ. Dương Bá Giang, sinh năm 1971, ngụ Đồng Nai và Vũ Hoàng Nam, sinh năm 1996, ngụ tại phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh về tội khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ngoài ra, ba đối tượng khác ở huyện Đắc Mi, tỉnh Đắk Nông gồm Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Minh Nhật, Nguyễn Khắc Sinh Nhật bị khởi tố về tội mua bán trái phép vật liệu nổ. Cơ quan công an xác định đối tượng Nguyễn Khanh, ngụ tại Hố Nai Ba, huyện Trảng Bom, Năm 2013, Khanh rơi vào tầm ngắm của các đối tượng phản động lưu vong khi công khai phản đối điều 4 trong dự thảo luật hiến pháp và tham gia tích cực trên mạng xã hội. Qua mạng xã hội, một số đối tượng phản động ở nước ngoài có tên là Ngô Hùng, tự xưng là tổng tư lệnh của nhóm phản động Triều đại Việt Nguyễn hiện ở Mỹ đã tìm cách liên hệ với Khanh, cùng Hùng hứa Khanh phong cho Khanh làm chuẩn tướng tỉnh trưởng khu tự trị Đồng Nai nếu thực hiện thành công vụ nổ và sẽ phong hàm thiếu tướng nắm cả vùng động lớn từ, đồng, từ đông nam bộ qua trao đổi nhiều với các đối tượng phản động mới đây Ngô Hùng chuyển cho, cho khanh một trăm triệu đồng một đối tượng phản động lưu vong ở nước ngoài khác là Lý Sa Phạm nằm trong tổ chức phản động lưu vong của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do Đào Minh Quân dựng lên cũng chuyển hai mươi triệu đồng để khanh lên kế hoạch mua thuốc nổ TNT chế tạo quả nổ nhắm vào trụ sở chính quyền và các nhà cán bộ đối tượng Nguyễn Tấn Thành, 28 tuổi, là con trai của Khanh, được xác định là có trình độ, quen nhiều với bạn bè. Trước khi bị bắt, y hành nghề lái xe tải và chở hàng thuê muốn. Trong quá trình Khanh mua thuốc nổ, Thành là người đi giao nhận. Thành cũng được xác định là người có mối liên hệ, liên lạc riêng với Lisa Phạm. Ngày Thành bị bắt, y đang chơi cùng với nhóm bạn ở xa. Nhóm này thấy người đồng hành bị bắt nhiều người tụ tập phản đối vì không hề hay biết y có tham gia trong quá trình chế tạo quả nổ trong chính quyền thiếu tướng phan anh minh cho biết việc đấu tranh với thành cũng gặp không ít khó khăn vì lúc bị bắt nhiều người bạn của anh này đòi thả người trong khi đó việc khai cũng không được vì khai ai nếu khai là người là khai ra bố ruột của mình đến rạng sáng ngày hôm sau người này mới khai việc chế tạo Khanh và Thành đều có kiến thức cơ bản về thuốc nổ từ trước. Vì từ trước họ đã tham gia mua TNT để phá đá đào giếng. Công an cũng xác định có một người ở Đắc My, tỉnh Đắc Nông, từng bán thuốc nổ cho Khanh, nhưng từ 10 năm trước. Đối tượng Dương Bá Giang là một công nhân cho một doanh nghiệp ở Tràng Bảng, tỉnh Tây Ninh. Lúc bị bắt, Giang được cho là có mối quan hệ với họ hàng với Khanh. Giang là một thợ máy tự do nên quen biết với một người sửa xe, am hiểu thiết kế về chống trộm. Nhóm này được xác định là đã học cách chế tạo quả nổ từ YouTube và những kiến thức lượm lạc được trong quá trình gian quen với người bạn làm nghề sửa xe của mình. Đối tượng Vũ Hoàng Nam thì ngụ tại đồng đường Đồng Đen, phường 14, quận Tân Bình. Nam xác định có tham gia biểu tình ở trung tâm thành phố vào ngày 10 tháng 6. Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, một trong ba đối tượng khác có liên quan đến vụ nổ thì hiện tại chưa bị bắt. Những người này, cơ quan công an đều đã xác định được lai lịch, nắm cả nơi cư trú, hiện đang mở rộng điều tra suy xét. Đối với các đối tượng cầm đầu, chủ mưu hiện đang ở bên Mỹ thì qua đấu tranh và con đường ngoại giao. Với ba người dân ở Đắc Mi, tỉnh Đắc Nông bán thuốc nổ cho Khanh, họ khai từng đi làm sang Lào, mua thuốc nổ về để phá đá đào giếng khi bán thuốc nổ họ chỉ biết khanh mua về để phá đá chứ không phải mua về để chế tạo quả nổ